Nga dùng đạn thông minh diệt gọn siêu tăng Abram, Ukraine. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 7 cho biết một nhóm điều khiển hệ thống pháo tự hành 2S19, MiSTAR-S, thuộc nhóm chiến đấu miền trung của nước này vừa loại bỏ một xe tăng Abram do Mỹ sản xuất của lực lượng vũ trang Ukraine nhờ sử dụng đạn thông minh Krasnopol. Theo đó, chiếc Abram bị UAV Nga phát hiện trong trạng thái mắc kẹt trong bùn khi cơ động, nằm nghiêng trên một đoạn hào. Ngay sau khi nhận được dữ liệu từ UAV, pháo tự hành Mista S khai hỏa từ vị trí ngụy trang trước khi UAV Orlen 30 chiếu laser cho đạn thông minh Kasnopol lao trúng mục tiêu. Vụ nổ lớn khiến xe tăng Abram bốc khói, trong đó có cột khói từ trong tháp pháo và khoang động cơ nhưng chưa rõ mức độ hư hại cụ thể. Vosmoy, chỉ huy khẩu đội pháo tự hành Nga cho biết, chúng tôi đã săn lùng nó từ lâu, chiếc tăng Abram này phải tránh những tuyến đường sẵn có và bị xa lầy trong quá trình di chuyển. Toàn bộ tổ lái không kịp rời xe và đã nằm lại đó. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận trong tuyên bố khẩu đội pháo tự hành 2S19 Mr. S thuộc cánh quân trung tâm đã khai hỏa đạn dẫn đường chính xác cao Krasnopol để phá hủy xe tăng M1A1SA Abram của quân đội Ukraine tại mặt trận ADK thuộc tỉnh Donetsk. Giới chức Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi về thông tin của Nga.